Thùy Tiên hé lộ nơi muốn đặt chân đến nhất là một đất nước đặc biệt. Mới đây, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Nguyễn Trúc Thùy Tiên đã có mặt tại Việt Nam Beauty Fashion Fest 5 trong khuôn khổ Miss Grand Việt Nam 2023. Tại sự kiện, nàng hậu diện trang phục trắng kiêu sa, điểm nhấn là khăn trùm đầu toát lên khí chất rạng ngời. Thùy Tiên thu hút mọi ánh nhìn từ giới truyền thông lẫn khán giả khi xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện. Trong một khoảnh khắc hậu trường được sao star ghi lại, Thùy Tiên bất ngờ tiết lộ địa điểm du lịch yêu thích. Theo đó, nàng hậu tiết lộ đã lâu lắm rồi cũng không đi du lịch nên không có bí kíp gì để chia sẻ cho khán giả cả. Khi được hỏi về địa điểm du lịch yêu thích, Thùy Tiên tiết lộ, địa điểm mong muốn đi du lịch là Bhutan vì đó là đất nước hạnh phúc nhất thế giới và Tiên muốn đến đó để xem đất nước hạnh phúc nhất thế giới họ sống như thế nào. Hóa ra không phải các quốc gia châu Âu, nàng hậu chọn một nước tương đối bình yên. Ngay sau khi được chia sẻ, ngoài ngưỡng mộ Thùy Tiên, dân tình còn mong muốn nàng hậu sẽ có người đồng hành trong chuyến đi này.